Pennsylvania hôm 19 tháng 10 vừa qua, vị tỷ phú Mỹ đã cam kết từ nay cho đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng $1,000,000 cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tu trình án thứ nhất và thứ hai liên quan đến quyền phát ngôn và sở hữu vũ khí. Sau tuyên bố này, đã có hai cử tri được trao tấm séc trị giá $1,000,000 lần lượt trong hai ngày 19 và 20 tháng 10. Tuy nhiên, Thống đốc bang Pennsylvania, một người thuộc Đảng Dân Chủ, cho rằng việc tặng tiền cho các cử tri là rất đáng lo ngại và đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra. Theo hướng dẫn về tội phạm bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, việc trả tiền cho một người với mục đích thưởng hoặc dụ dỗ họ đi bầu hoặc đăng ký đi bầu là hành vi phạm tội, có thể bị phạt tù. Hiện tỷ phú Musk chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên. Trong cuộc vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Trump ở thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania, hôm 19 tháng 10 vừa qua, vị tỷ phú Mỹ đã cam kết từ nay cho đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, mỗi ngày ông sẽ tặng $1,000,000 cho một cử tri ngẫu nhiên ký vào bản kiến nghị trực tuyến ủng hộ tu trình án thứ nhất và thứ hai liên quan đến quyền phát ngôn và sở hữu vũ khí. Sau tuyên bố này, đã có hai cử tri được trao tấm séc trị giá $1,000,000 lần lượt trong hai ngày 19 và 20 tháng 10. Tuy nhiên, Thống đốc bang Pennsylvania, một người thuộc Đảng Dân Chủ, cho rằng việc tặng tiền cho các cử tri là rất đáng lo ngại và đã đề nghị cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra. Theo hướng dẫn về tội phạm bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ, việc trả tiền cho một người với mục đích thưởng hoặc dụ dỗ họ đi bầu hoặc đăng ký đi bầu là hành vi phạm tội, có thể bị phạt tù. Hiện tỷ phú Musk chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên. Trong cuộc bầu cử năm 2020, có tới 3/4 số cử tri ở nước ngoài cho biết họ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Vì vậy, lần đầu tiên trong một cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã cho Ủy ban Đảng viên Dân Chủ ở nước ngoài khoảng $300,000 để giúp người Mỹ ở nước ngoài đăng ký bỏ phiếu và tăng cường hoạt động bỏ phiếu qua bưu điện cũng như các hình thức bỏ phiếu khác. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump cũng tranh thủ sự ủng hộ của cử tri Mỹ sống ở nước ngoài. Đầu tháng 10 này, ông tuyên bố sẽ chấm dứt việc đánh thuế hai lần đối với người Mỹ ở nước ngoài. Theo đó, người Mỹ ở nước ngoài không phải trả thuế $126,500 đầu tiên cho thu nhập kiếm được và đủ điều kiện được hưởng một số khoản tín dụng thuế ở nước ngoài. Nào rồi con sẽ thôi.